Mấy thằng em tao hip hop, mấy thằng em tao hip hop, mấy thằng em tao hip hop. Mấy thằng em của tao nó hip hop, dòng máu nó có từ kiếp trước. Thằng anh nó tài nên tụi nó cứ tiếp bước. Mấy thằng nhớ mà cản đường gặp tụi nó bị giết trước. Và 5 giờ khuya rồi vào buổi sáng, uống ly cà phê xe thịt cho chợ bán. Công chuyện nó làm lãi ra trong ngày tháng, tiền cho nhiều cuộc đời nó đỡ chán. Có thằng chủ dựa nhà thằng ngu à thằng chi, mặt quá 60 á mày ngu mà làm chi. Chủ cái nhà gà nhà của nó thì cũ kỹ, mà chúng tôi tất cả trong trai nói chuyện thì thủ thỉ. Mà chỉ có hâm nó từ căng từng nhăn nho, mày thấy nó cười quay lưng đi nó đâm đó. Bước vào trong đây nó sang mà như chó, chuyện nhỏ không có tao nói nó lo cho mày. Tao vừa chọn được 10 tuổi, buôn hàng thuốc phiện khi cháy bụi. Tôi cứ trốn tránh công an đuổi vào hẻm nhà nó để biết gần là ngắt đuôi. Thầy nó đang giữ lúc nào cũng đầy túi, khuôn mặt của nó chẳng hiện được ngày vui. Đừng cố dạy nó vì mày đã đủ tuổi. Mấy thằng em của tao nó hiệp hò. Tránh xa nó ra. Nó đã muốn đắm thì mày không thể tránh khỏi, nó đã muốn đắm thì mày không thể tránh khỏi. Có thằng tao khuyên, có thằng tao